Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay là ngày thứ năm. Ngày thứ năm không phải là một ngày cuối tuần và cũng không phải là một bản tin để phân tích định lượng thị trường chứng khoán trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và ngày hôm nay thì Hùng Lê muốn chia sẻ một chương trình, đó là một chương trình thiện nguyện hướng về miền Trung. Thì thực tế thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là miền Trung của chúng ta đã có 2 tuần, hơn 2 tuần bị lũ lụt và người dân ở đó thì đã bị thiệt hại rất là nặng nề. Và đây cũng là một cái trăn trở của rất nhiều những anh chị em ở trên room chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, trên các tài khoản và các anh chị em. Hiện tại Hùng Lê đang quản lý tài khoản cũng như cộng đồng, các cái nhóm cộng đồng R7, R8 cũng có những cái chia sẻ là chúng ta có một cái cộng đồng như vậy thì chúng ta sẽ nên làm một cái chương trình như thế nào để chúng ta hướng về đồng bào miền Trung. Thì một cái câu chuyện thực tế là chúng ta cũng có thể xem cái chương trình VTV1 đúng không ạ? Rất nhiều các đoàn cứu trợ, tuy nhiên có một thực tế đó là hàng hóa đến với đồng bào miền Trung thì chỗ thì rất nhiều, chỗ thì không có. Đấy là một câu chuyện thực tế, và một phần thì cũng rất là dễ hiểu bởi vì là nước tại khu vực miền Trung thì nó đang lênh đênh như vậy, và các cái xe tiếp tế của các cái tổ chức cứu trợ thì họ chỉ đến được các cái điểm mà xe tải có thể đến được. Đó, câu chuyện như vậy, và từ cái điểm đó thì xuồng máy mới có thể đi phân phát tới đồng bào miền Trung. Chính vì vậy nên nó có câu chuyện, một cái câu chuyện thực tế là hàng hóa vào thì những cái chỗ mà rất là xa thì gần như là sẽ không được nhận cứu trợ, còn chỉ đến những cái chỗ gần. Thì đấy là một cái câu chuyện, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi lũ rút đi đó thì cái câu chuyện là bà con ở đấy còn sẽ rất vất vả 1 tháng, 2 tháng chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Chính vì vậy nên là cái câu chuyện chúng ta làm một cái chương trình nho nhỏ và chúng ta làm đúng, làm trúng, làm đủ, thì đấy là một cái vài ý mà Hùng Lê chia sẻ với tất cả những anh chị em cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thế thì Hùng sẽ chia sẻ luôn cái chương trình của chúng ta, đó là chương trình hành trình về miền Trung thân yêu. Thì đơn vị tổ chức đó là cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và địa điểm của hành trình thì chúng ta trong lần này thì chúng ta sẽ chỉ định luôn, đó là chúng ta sẽ đi về tỉnh Quảng Trị. Và khi về tỉnh thì chúng ta sẽ có các bạn ở trong đó, và chúng ta sẽ liên hệ với chính quyền để chúng ta biết được ở trong đó những địa điểm nào là những địa điểm mà chúng ta cần phải đi, và chúng ta dự kiến là chương trình đợt này thì chúng ta sẽ đi đến các hộ nghèo, các hộ cận nghèo, các gia đình chính sách và các gia đình có thể là bị thương vong hoặc là có thể bị thiệt hại nặng ở trong cái đợt lũ vừa rồi. Thì chúng ta đi, chúng ta có chọn lọc chứ không phải là chúng ta sẽ đi đồng bộ tất cả, bởi vì cái chương trình của chúng ta thì nó cũng sẽ gói gọn trong một cái co nào đó thôi. Và cái thời gian của hành trình thì dự kiến là sẽ xuất phát tại Hà Nội đến ngày 31 tháng 10, tức là sau 10 ngày, khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình quyên góp, ở trên Zalo, ở trên Facebook và trên kênh YouTube của chúng ta. Về thành phần tham gia thì thứ nhất là chính thức Đồng Lê sẽ trực tiếp sẽ đi cùng với đoàn và phụ trách cái câu chuyện là quyên góp, báo cáo các cái số tiền mà chúng ta quyên góp được, và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển thể tất cả những cái tiền đó sang các cái lượng hàng, ví dụ như là mì tôm, lương khô, nước và các cái nhu yếu phẩm cần thiết nhất cho người dân trong cái khi mà lũ rút ra khỏi, thì chắc chắn là đồng bào trong đó của chúng ta sẽ rất là đói, bởi vì là lúa gạo rồi hoa màu rồi tất cả những cái gì của bà con thì đã bị lũ cuốn trôi. Cùng với đó thì phó đoàn có bạn Ngọc, thì hiện tại là bạn Ngọc cũng là một nhà đầu tư ở trong team của Lê, và bạn Ngọc thì đang phụ trách admin ở đầu cầu Sài Gòn, và bạn Ngọc thì quê ở Quảng Trị, và bạn ấy sẽ liên hệ để chúng ta sẽ tìm đúng các cái hộ nghèo, các cái hộ cận nghèo, gia đình chính sách và những cái hộ mà thực sự là khó khăn ở trên địa bàn của tỉnh và của huyện nào đó chúng ta sẽ đi. Và cùng với đó bạn An My thì bạn ấy sẽ phụ trách quản lý thu chi của quỹ, và cũng sẽ trực tiếp hỗ trợ ông Lê trong cái câu chuyện là chúng ta sẽ mang những cái phần quà, tất cả những cái sự ủng hộ chung tay của cộng đồng nhà đầu tư đến với đồng bào ở miền Trung. Và cùng với đó thì tất cả các tình nguyện viên
là các nhà đầu tư thì tất cả những anh chị em chúng ta bố trí được lịch công tác, bố trí được thời gian thì chúng ta có thể đi cùng với Hùng Lê, cùng với tất cả các anh chị em ở trong đoàn. Thì các đoàn nó sẽ đi khác nhau, có thể hàng hóa sẽ đi từ Hà Nội nhưng mà các anh chị ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện di chuyển khác nhau. Thì cái câu chuyện di chuyển đó thì chúng ta sẽ tính toán sau, sau khi mà chúng ta đã thực hiện quyên góp xong cái số tiền để chúng ta có được một cái lợi hàng nhất định, thì chúng ta sẽ tính toán đến những cái câu chuyện đó. Và cái thời gian dự kiến thì có thể chúng ta sẽ mất khoảng 4 ngày tại miền Trung. Vì vậy nên là tất cả những anh chị em của chúng ta nếu đi thì chúng ta cũng phải cân nhắc và chúng ta sẽ sắp xếp công việc một tí. Về cái chiến dịch mà chúng ta tổ chức huy động thì đầu tiên đó là Hùng Lê sẽ kêu gọi trong team của Hùng Lê các tài khoản nhà đầu tư ở chứng khoán Hùng Lê đang quản lý. Sau đó thì Hùng Lê sẽ kêu gọi đến cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, đó là tất cả những anh chị em là hội viên, là thành viên của kênh của chúng ta. Hàng tuần, hàng ngày chúng ta theo dõi những cái phân tích, những cái định lượng, những cái nhận định của ông Lê trên các Zoom Zalo cộng đồng cũng như trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và cái phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ huy động quyên góp, đó là ngoài cộng đồng Chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta sẽ thông qua các cái kênh Facebook. Thì Hùng Lê cũng nhờ tất cả những anh chị em xem được cái video này, xem được cái ý tưởng này thì chúng ta sẽ chia sẻ cái video của Hùng Lê lên tường Facebook cá nhân của các anh chị, rồi kêu gọi bạn bè, rồi chúng ta có thể share lên các cái nhóm, các cái đội đó và tất cả các cái group Facebook có cái lượng fan, lượng cộng đồng lớn để mọi người có thể tiếp cận được cái chương trình của chúng ta. Đó là chương trình của tất cả những thành viên chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và một cái kênh thứ ba nữa đó là các cái hộ tiểu thương tại chợ đầu mối Minh Khai. Thì trước đây thì Hùng Lê có làm việc tại đơn vị này, và hiện tại thì chợ đầu mối Minh Khai là một cái chợ mà lớn nhất về 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 hàng nông sản thực phẩm tại phía Tây của thành phố Hà Nội, và nó có khoảng gần hơn 1.000 các cái hộ tiểu thương ở đấy. Và hiện tại thì Hùng Lê cũng đã thiết lập một cái đội nhóm tại chợ, và chúng ta sẽ đi từng nhà, đi từng đến hộ tiểu thương và chúng ta sẽ quyên góp ủng hộ, và tất cả cái số tiền đó thì chúng ta cũng sẽ gom lại để chúng ta đưa vào cái chương trình hướng về đồng bào miền Trung. Song song với cái câu chuyện tại các cái hộ kinh doanh, hộ buôn bán tại chợ đầu mối Minh Khai, thì chúng ta cũng sẽ kêu gọi trên cái hệ thống trực tuyến của Business của chợ đầu mối Minh Khai. Thì đấy đấy là một cái trang các anh chị cũng có thể gõ vào trên Google cái chữ chợ đầu mối Minh Khai. Đó thì chúng ta sẽ có thể lên, chúng ta có thể thấy rằng là cái lượng tìm kiếm của cái chợ cũng tương đối là lớn, 177.000 lượt tìm kiếm ở trong một tháng. Thì đây là một cái chợ rất là lớn, và trước đây thì Hùng Lê có làm quản lý và hiện tại thì Hùng đang làm admin của trên trang Business, thì Hùng cũng đã chính thức là viết bài ở đây, và đây bài đăng của Hùng đây. Chương trình hành trình về miền Trung thân yêu của thành viên chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì đấy là cái kênh thứ ba. Cái kênh thứ tư để chúng ta huy động, và cái kênh cuối cùng đó là kênh cộng đồng Facebook, rồi Zalo, rồi YouTube, và tại nơi chúng ta sinh sống thì Hùng Lê cũng rất mong các anh chị nhà đầu tư khi chúng ta tiếp cận được thì chúng ta sẽ truyền thông cái câu chuyện này để chúng ta có được một cái chương trình nó tốt nhất. Còn đối với tài khoản nhận ủng hộ thì tất cả các anh chị chúng ta sẽ chuyển khoản về số tài khoản của Hùng Lê, và 20 giờ hàng ngày thì chúng ta sẽ công khai cái số dư của tài khoản lên trên Facebook cá nhân của ông Lê và trên group chính thức Facebook của chúng ta, đó là Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì hàng ngày thì sẽ có bạn admin, bạn sẽ tổng hợp lại và bạn ấy sẽ có thể có một cái danh sách tên của ai và số tiền đóng góp nó là bao nhiêu, và chúng ta sẽ up lên ở trên đó để chúng ta lan tỏa hơn cái giá trị. Và cái số tài khoản thì chủ tài khoản là Lê Mạnh Hùng, số tài khoản 31002054955558 tại ngân hàng Agribank chi nhánh của huyện Từ Liêm. Đó thì đây là
cái số tài khoản để nhận tất cả cái sự ủng hộ của nhà đầu tư, của cộng đồng đầu tư của chúng ta. Và thông tin liên hệ thì tất cả mọi cái thắc mắc cũng như là chương trình và tất cả thì để chúng ta hành trình về miền Trung và địa điểm đến là Quảng Trị thì sẽ được bạn An My ở số điện thoại 0989927000, bạn Ngọc số điện thoại 0942140555 và Hùng Lê số điện thoại 0968279555. Thì tất cả mọi cái thắc mắc của các anh chị em thì chúng ta có thể liên hệ với bạn An My và bạn Ngọc, còn Hùng Lê thì có khả năng sẽ hơi bận hơn một tí, Hùng sẽ làm những cái công việc chung nhất. Và Hùng Lê cũng như tất cả các anh chị em cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng chân thành cảm ơn tất cả ở những cái sự ủng hộ chung tay về tinh thần cũng như vật chất ủng hộ hướng đến đồng bào miền Trung. Thì đấy là toàn bộ cái chương trình, toàn bộ cái chương trình mà chúng ta sẽ tổ chức, và Hùng Lê chính thức là kêu gọi, Hùng Lê chính thức kêu gọi tất cả anh chị em là cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta sẽ ủng hộ, chúng ta sẽ ủng hộ chương trình, và sau đó thì chúng ta sẽ ủng hộ Hùng Lê bằng cách chia sẻ những cái bài viết, những cái video này đến với tất cả cộng đồng nhà đầu tư để chúng ta có một cái sự lan tỏa trong cộng đồng để hướng về đồng bào miền Trung, hướng về những con người đang rất là khó khăn trong cái thời điểm hiện tại. Và chính vì cái câu chuyện là chúng ta phải làm như thế nào cho nó đúng, cho nó trúng, cho nó đủ, nên đến tại thời điểm này thì Hùng Lê mới chính thức bàn bạc với tất cả những anh chị em ở trên Zoom, và sau đó thì chúng ta mới bắt đầu chính thức là kêu gọi chương trình này. Và Hùng Lê rất mong là chúng ta sẽ đồng hành, sẽ ủng hộ, và để chúng ta có được một cái chương trình thành công, và tất cả những anh chị em tình nguyện viên chúng ta có thể đi cùng với đoàn thì chúng ta sẽ liên hệ với Hùng Lê hoặc là liên hệ với các cái số điện thoại mà đã được Hùng Lê để ở trên trên đây, và chúng ta sẽ có những cái sự tương tác. Và dự kiến thì đến sau 10 ngày, tức là khoảng ngày 31 tháng 10 hoặc là cùng lắm thì sang ngày mùng 1 tháng 11 thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình và chúng ta sẽ tổ chức. Sau cái chương trình này thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá tổng kết công việc, và đây là cái chương trình đầu tiên, và ông Lê sẽ mong muốn là chúng ta sẽ làm thêm nhiều những cái chương trình khác trong những cái thời gian sắp tới. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong bản điểm tin tối ngày mai, tối ngày thứ sáu. Đấy là một cái bản tin thường lệ của chúng ta.